chích mô tô đục khỉa rồi ớt đuôl trâu rột dồn thông mọc bì kroi cân bài tích mà chắc rụt phót bì slap. Rông rô bù thông ngôn nâng xra tiền bì nè, nơi plơ chết lịch bầy. Phnom Penh, bộ rô bì nè chích mô tô đục khỉa tàm bằng đòi plơ chết lịch bầy mân bà giật. Tớ bà rô ớt bà yên mọc hàng trâu rột dồn bạc mọc bì kroi cân trong bì lơ bài tích. Một tố, nâng mà chắc tiền phí rong rồi bột thông ngôn nâng xa trở bán rụt dân xóm mối, đọc dọc tờ xứng cổ nâng ai mình tìm bệnh. Hẹt ca cổ thạng chả ra cho nít, bàn cà làng cà vì liều mong bàm bốn nâng xàm xâm lý tì dục thang ngay tí mập hơi bấy khai tổ lát chân nằm bì bòn mập hơi mối. Tạm bàn đòi phá lời triệt lịch bấy, nông xứng cạch trong trang tì bấy khăn bồ sẵn chế rịch thần y phnum bình. Dùng tạm bà phô bò ra miền bì gần lãnh cà hẹt bàn ở đằng tháng nâng ចូលប្រាំបីដប់ពីរជិះដប់គ្នាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ3ខណៈពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានត្រេតមកចំកណ្ដាលផ្លូវត្រូវរថយន្តធុនធំម៉ាកកុងតឺន័រពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងពាក់ស្លាលេខ3C31 បង្កត្រូវបានខាត់ខ្លួនយកទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅទី3ដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកដល់ត្រួតពិនិត្យមើលរួចរាល់ទើបធ្វើការវាស់វែងនិងយករថយន្តរួមទាំងអ្នកបើកបរបង្កនិងម៉ូតូជន់រងគ្រោះប្រគល់ទៅឲ្យជំនាញការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយកទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយ